Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi webinar PR 101 của ISB Leadership Program. Mình là Đức Thịnh, là MC sẽ cùng đồng hành với các bạn trong xuyên suốt buổi webinar ngày hôm nay. Và trong buổi webinar này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bức tranh tổng quát về ngành quan hệ công chúng, Public Relations, và lắng nghe câu chuyện từ góc nhìn thực tế của một người chị trong nghề. Public Relations, hay còn được gọi là quan hệ công chúng, được mệnh danh là một trong những công việc đóng vai trò giữ hồn cho một thương hiệu hoặc một doanh nghiệp, và quan hệ công chúng được xem như một công cụ để giúp doanh nghiệp hoặc một cá nhân tạo dựng hình ảnh uy tín cũng như là tích cực đối với công chúng thông qua nhiều phương tiện truyền thông như truyền thông truyền thống này, mạng xã hội và các giao dịch trực tiếp. Và khi nghe tới đây thì chắc các bạn cũng đang thắc mắc liệu rằng nghề PR thực tế sẽ làm những công việc như thế nào, hay những kỹ năng cũng như những tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp đối với ngành này ra sao. Vậy thì hãy cùng Thịnh khám phá bí mật ngành PR cùng với khách mời vô cùng đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Hẳn là các bạn đã được biết profile thuộc hàng đỉnh của chóp của chị diễn giả xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay rồi đúng không? Và chị đã có kinh nghiệm đường trường trong lĩnh vực PR, truyền thông, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng làm quen với chị nha. Thịnh xin trân trọng giới thiệu chị Mia Võ. Dạ, em xin chào chị Mia. Chào em. Sắp xếp. Đầu tiên thì em xin cảm ơn chị đã sắp xếp tham gia buổi chia sẻ với các bạn sinh viên trong buổi tối ngày hôm nay. Chị có thể gửi một lời chào đến hơn gần 100 bạn sinh viên đang ISB đang theo dõi buổi webinar của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Xin chào các bạn sinh viên, xin chào Thịnh. Chị rất vui khi có mặt ngày hôm nay để chia sẻ cho các bạn về kinh nghiệm thực tế của chị trong ngành truyền thông. Chào mọi người. Dạ, thì em được biết là chị Mia hiện tại đang là founder và CEO của công ty truyền thông Em Việt Nam. Và chị có thể chia sẻ cho các bạn một tí về quá trình chị bén duyên cũng như là ý tưởng để chị thành lập và start up một công ty về truyền thông không ạ? Thật ra với chị á, bất cứ cái công việc nào nó cũng là một cái duyên hết. Thì hồi trước khi mà chị làm cho đài truyền hình HTV và thời gian chị làm cho tập đoàn Fox, thì chị có một cái khoảng thời gian dài là chị tích lũy được khá nhiều những cái mối quan hệ với đối tác. Thì tới một cái thời điểm có lẽ là bán duyên á, thì một số đối tác rất là thân thiết với chị có đến tìm chị và nói là sẽ cần một số những cái dịch vụ truyền thông và không biết là Mia có thể kiếm cho một cái công ty bên ngoài hay không. Thì chị giúp đối tác là đi kiếm những cái dịch vụ truyền thông mà họ cần, mới phát hiện ra là ở Việt Nam cũng khá thiếu về mặt chất lượng, tức là một số công ty họ có dịch vụ nhưng họ thiếu về chất lượng hoặc là không thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng quốc tế. Vì vậy cho nên là lúc đó thì chị nảy ra cái ý tưởng là nếu vậy mình cũng có thể thử, vì chị hiểu những cái tiêu chuẩn của đối tác quốc tế và họ yêu cầu cái gì, thì chị mới nảy ra ý tưởng là mở công ty. Thời gian đó lúc đầu chị mở là có một mình chị làm thôi, xong rồi từ từ là thêm người, thì bây giờ cũng có một team gọi là core team là khá kinh nghiệm trong việc đáp ứng dịch vụ của khách hàng. Dạ, thì em nghe tới đây thì em và chắc hẳn là các bạn đang xem chương trình cũng đang rất là nóng lòng để lắng nghe những cái chia sẻ của chị trong ngày hôm nay. Và chắc em sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Và xin mời các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe chị Mia chia sẻ những cái key points về ngành PR, về nghề PR mà chị đã đúc kết được trong hơn 12 năm vừa qua nhé. Em xin mời chị ạ. Rồi, bắt đầu thì chị sẽ nói sơ về cái ngày hôm nay chị sẽ nói về những chủ đề gì ha. Trước hết là PR là gì? Có nghĩa là mình phải hiểu được cái khái niệm của PR và những cái công việc chính cụ thể là trong ngành PR mọi người sẽ làm những công việc gì. Cái thứ hai là bí quyết lập chiến lược cho PR. Thì cái bí quyết này nó rất là đơn giản thôi, chị thông thường chị áp dụng bí quyết này cho rất nhiều chiến lược truyền thông, không chỉ là PR, lát nữa mình sẽ đi sâu vào. Thứ ba là các kỹ năng cần có cho nghề PR ha. Và thứ tư là tiêu chí tuyển dụng. Rồi thì bốn cái điểm này chị nghĩ là bốn điều mà các bạn sẽ quan tâm nhiều nhất cho ngành PR. Còn sau đó nếu mà các bạn muốn hỏi thêm gì bên cạnh ngoài lề cho cái ngành PR thì mình hoàn toàn có thể đi theo các câu hỏi sau đó. Rồi trước tiên mình sẽ vào là PR là gì. Có một điều rất nhiều người nhầm lẫn, đó là mọi người tưởng PR là quảng cáo. Thế thì PR có phải là quảng cáo hay không? Thật ra cái để các bạn dễ hiểu nhất là quảng cáo là quảng bá thương hiệu của sản phẩm.
Được chưa? Quảng bá thương hiệu của sản phẩm có nghĩa là những hình ảnh tuyên truyền, quảng bá sản phẩm dịch vụ nè, những cái thương hiệu sản phẩm của một doanh nghiệp đó tạo ra để đi đến tạo ra cái hành vi, thói quen của khách hàng sử dụng, thu mua những cái sản phẩm đó. Thì nói tóm lại quảng cáo là để quảng bá thương hiệu. Còn PR là gì? PR là cái những con người trong team PR phải xây dựng được những cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp của họ và các tổ chức, các cá nhân và các cộng đồng. Đó là lý do tại sao public relations họ gọi là quan hệ công chúng. Nhưng PR nghĩa là mình phải quảng bá cho thương hiệu của doanh nghiệp, mình quảng bá cho cái doanh nghiệp đó chứ không phải là sản phẩm của doanh nghiệp đó. Được chưa? Để dễ hiểu nhất là quảng cáo là cho sản phẩm, còn PR là cho doanh nghiệp. À, thế thì tóm lại là PR không phải là quảng cáo nha, nó là hai mảng hoàn toàn khác nhau. Marketing quảng cáo tiếp thị là dành cho sản phẩm, còn PR là dành cho doanh nghiệp. Thì để cho các bạn hiểu rõ hơn giữa doanh nghiệp và sản phẩm á, thì chị có một cái bảng ví dụ như thế này. Chắc chắn là những cái thương hiệu này là rất là thân thuộc với lại quen thuộc với các bạn rồi, cho nên là chị dùng ví dụ của Nestle. Nestle là một doanh nghiệp rất là lớn ha. Thì trong cái doanh nghiệp Nestlé đó họ có rất nhiều nhãn hàng nhỏ bên trong, từ Nescafé cho tới KitKat hay là những sữa Nestlé, những cái sản phẩm sữa Nestlé, thậm chí là L'Oreal cũng là một công ty con của Nestlé. Rồi từ L'Oreal mình lại chĩa ra là những sản phẩm về cosmetics khác là Garnier hay Vichy. Thế thì PR cho doanh nghiệp là gì? Nghĩa là các bạn trong PR sẽ phải đại diện cho Nestle là một doanh nghiệp lớn, là công ty mẹ. Các bạn phải deliver được hình ảnh của doanh nghiệp Nestle, triết lý kinh doanh của doanh nghiệp là gì. Rồi các bạn phải làm việc với truyền thông, báo chí thay mặt cho doanh nghiệp. Được chưa? Nếu như có một cái khủng hoảng nào đó trong truyền thông xảy ra đối với một trong những sản phẩm của doanh nghiệp thì các bạn PR cũng phải đứng ra để xử lý cái khủng hoảng đó, bởi vì đó là bộ mặt của doanh nghiệp. Còn quảng cáo và marketing là sẽ có rất nhiều những team nhỏ, mỗi team sẽ đại diện cho một sản phẩm. Marketing quảng cáo cho Nescafe nó sẽ hoàn toàn khác, và marketing quảng cáo cho KitKat nó sẽ hoàn toàn khác, bởi vì mỗi sản phẩm sẽ là một cái tố chất riêng, một cái định vị riêng, định vị khách hàng riêng. À, đấy, thì đây là một ví dụ rất cụ thể để các bạn phân biệt được giữa PR và quảng cáo. Được chưa? Thật ra chị muốn nói với các bạn là PR nó cũng có rất nhiều thứ, tức là kiến thức xung quanh PR và những kiến thức, những kinh nghiệm, kỹ năng hay là những điều xung quanh PR nó sẽ rất là nhiều. Chị đang cố gắng tóm gọn một cách cơ bản nhất để các bạn dễ hiểu, tại vì chị sẽ không thể nói tất cả trong vòng 2 tiếng đồng hồ được ha. Rồi thì bên cạnh cái khái niệm PR là gì thì bây giờ mình sẽ đi tới cái công việc cụ thể, những cái công việc cụ thể của PR. Có một cái anh là phó chủ tịch, cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn điện thoại AT&T của Mỹ. AT&T là một cái tập đoàn điện thoại rất là lớn ha, cả họ làm cả viễn thông nữa. Thì cái anh Arthur Page là cựu phó chủ tịch, ảnh nói một cái câu như thế này và rất là đúng, cho nên chị quote vào trong cái slide của chị. Quan hệ công chúng là làm 90% và nói về nó 10%. Có nghĩa là khi các bạn nghe về PR, các bạn sẽ chỉ đơn thuần nghĩ là mình đại diện cho một doanh nghiệp, mình nói chuyện với truyền thông, mình đưa ra những thông cáo báo chí. À, nhưng mà thật ra là công việc bên trong của nó rất là nhiều nha các bạn. Đó là lý do tại sao mà anh nói là làm 90% nhưng mà nói ra có 10% thôi. Thì chị liệt kê một số các công việc cụ thể của PR, ví dụ như lập kế hoạch phát triển và thực hiện các chiến lược của PR. Chị có tô xanh những cái chữ chính để mà các bạn note ra ha, tại vì nó rất là dài. Rồi giao tiếp với đồng nghiệp và người phát ngôn chính của PR. Thì trong một team PR hay trong một doanh nghiệp nào lớn đều phải có một người phát ngôn, và cái người phát ngôn đó nên đồng nhất nha. Ví dụ như họ đã là người phát ngôn rồi thì tất cả đều nên thông qua một người. Có nhiều doanh nghiệp lớn họ phạm một cái sai lầm, đó là bữa nay thì chủ tịch lên phát biểu, bữa sau thì giám đốc lên phát biểu, rồi bữa sau nữa thì giám đốc PR lên phát biểu, mỗi người phát biểu theo một kiểu khác nhau. Thì cái thông điệp mình truyền ra bên ngoài nó rất là lẫn lộn ha, thì nên luôn luôn là có một người phát ngôn chính đó. Rồi
Thứ ba nữa là mình sẽ liên lạc và trả lời các câu hỏi từ truyền thông, cá nhân, tổ chức khác. Thì đa phần những cái doanh nghiệp mà họ đã có tên tuổi rồi thì truyền thông họ rất là để ý. Cho nên là mình phải luôn luôn có những người đi trả lời câu hỏi cho truyền thông. Dù như có vấn đề gì truyền thông báo chí họ hỏi là phải có người đi soạn câu hỏi, soạn thông cáo báo chí để mà trả lời qua email, qua điện thoại. Thứ tư nữa là mình phải nghiên cứu viết và phân phối thông cáo báo chí giống như hồi nãy chị nói. Có nghĩa là các bạn viết thông cáo báo chí, các bạn sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ xem là mình nên thông báo cái gì, mục tiêu như thế nào, viết ra nhằm mục đích gì ha. Rồi đối chiếu và phân tích các phương tiện truyền thông, tại sao mình phải biết người ta nói gì về doanh nghiệp của mình. Không có doanh nghiệp nào mà đã bắt đầu có tên tuổi rồi mà không care ở bên ngoài người ta nói gì hay là người ta đang bàn tán gì về mình. Mình phải hiểu được cộng đồng đang nói gì về mình, khách hàng đang nói gì về mình và báo chí đang nói gì về mình. Thì cái team PR là cái team phải thu thập những thông tin đó, rất là quan trọng ha. Rồi viết và chỉnh sửa tạp chí nội bộ, các bài viết báo cáo phát biểu hàng năm, cái này là PR nội bộ. Trong PR nó có PR đối ngoại và PR nội bộ nha, nó sẽ có một cái đội nó gọi là internal communication, nó cũng thuộc về PR. Tại sao những tập đoàn lớn họ có hàng ngàn nhân viên, thậm chí là những tập đoàn quốc tế là nhân viên họ ở khắp các nước luôn, thì cái việc PR truyền thông nội bộ nó cũng quan trọng ngang với truyền thông đối ngoại ra bên ngoài. Bởi vì nhân viên mà ức chế, bức xúc với tập đoàn hay là nhân viên mà không hiểu được cái triết lý doanh nghiệp hay là triết lý làm việc của tập đoàn thì họ cũng là những mầm mống có thể gây ra khủng hoảng truyền thông nhá. Chị đã từng làm việc cho tập đoàn Fox Network Group là một tập đoàn liên quốc gia. Và họ rất là rộng, mọi người cũng biết các kênh Fox Movies, Fox Sports ở đâu họ cũng có hết. Thì cái việc mà truyền thông nội bộ của tập đoàn á, nó rất là quan trọng và họ làm rất là tốt. Mỗi lần có vấn đề gì là họ sẽ họp online, email rồi deliver và luôn luôn họ phải cố gắng khiến cho mọi người trong tập đoàn cảm thấy happy và cảm thấy hiểu được là mỗi cái chiến lược họ đi ra là mỗi thành viên trong tập đoàn là một yếu tố quan trọng để deliver cái thông điệp đó ha. Rồi tiếp theo nữa là mình phải giám sát các tài liệu quảng cáo, có nghĩa là hồi nãy chị nói PR và quảng cáo nó hoàn toàn khác nhau, nhưng mà các bạn trong PR các bạn cũng phải hiểu là các đội marketing của sản phẩm họ đang quảng cáo cái gì. Lỡ mà marketing của sản phẩm mà đưa ra những cái câu chữ hay là những từ ngữ mà bị sai hay nhạy cảm hay là gây ra khủng hoảng truyền thông thì tới lúc đó PR phải đi dọn dẹp, đúng không? Cho nên là PR phải giám sát, PR phải là người về giám sát toàn bộ những cái tài liệu quảng cáo của các đội marketing quảng cáo bên dưới, cho nên rất là mệt ha. Nhưng mà phải rất cẩn thận bởi vì nó nhen nhúm cái khủng hoảng truyền thông rất là dễ. Rồi điều phối các cơ quan báo chí truyền thông. Khi mà bạn làm nghề PR, cái chuyện quan hệ với các cơ quan báo chí truyền thông là rất là quan trọng nha. Bạn phải có quan hệ với cơ quan báo chí truyền thông, cho nên là bạn bạn luôn luôn phải tạo mối quan hệ, xây dựng tích lũy từ từ để mà bạn càng nhiều mối quan hệ báo chí truyền thông thì bạn sẽ càng có cơ hội thăng tiến và càng càng mạnh trong ngành này. Tổ chức sự kiện như họp báo, triển lãm đó. Thì họp báo, triển lãm là những cái thứ mà PR luôn luôn phải đứng ra tổ chức, bởi vì PR là nắm nhất cái thông điệp cần truyền tải. Duy trì cập nhật thông tin trang web, rồi cập nhật tương tác mạng xã hội Facebook, LinkedIn. Thời buổi này bây giờ là cứ 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 một cái tin về doanh nghiệp lên Facebook thôi là thiên hạ share ầm trời lên, đó là làm cách nào để các bạn phải theo dõi cực kỳ sát sao để giảm thiểu tối đa cái mức nguy hại cho doanh nghiệp khi mà một cái tin xấu bị rỉ ra trên Facebook, thậm chí là fake news, đúng không? Một cái tin giả thôi cũng hoàn toàn có thể dễ để làm loan ra thành một khủng hoảng truyền thông đối với một doanh nghiệp. Rồi tiếp tục là tìm nguồn cung ứng nè, quản lý cơ hội và tài trợ. Thì những cái này có nghĩa là khi các bạn tổ chức sự kiện, tổ chức triển lãm báo chí hay là đều cần phải có những cái supplier hay là vendor bên dưới để thực hiện những cái này cho các bạn. Đa phần các công ty họ sẽ không có
cái team PR họ sẽ không có đủ capacity hay là gọi là đủ nhân sự và khả năng để làm tất cả những cái việc này, đặc biệt là đối với những cái tập đoàn lớn. Vì vậy cho nên họ sẽ ký với những cái agency bên ngoài để mà thực hiện những cái sự kiện, những cái tổ chức triển lãm báo chí mà ở khắp nơi. Ví dụ nha, chỉ ví dụ như Apple hay Samsung, họ phải tổ chức công khai những cái sản phẩm mới của họ hàng năm, và ở tất cả các nước, đặc biệt là những nước nào mà có số lượng người dùng cao thì họ sẽ phải tổ chức những cái buổi event rất là lớn. Thì như vậy PR kết hợp với marketing họ sẽ phải outsource những cái đó cho agency, thì PR cũng phải quản lý những cái agency đó để đảm bảo là những event đó nó đúng kế hoạch, đúng chiến lược ha. Nghiên cứu thị trường là một cái rất rất quan trọng trong PR, bởi vì mình phải hiểu được khách hàng nghĩ gì, behaviors của khách hàng như thế nào, reaction của khách hàng đối với những sản phẩm mới ra như thế nào. Đó, thành ra là nghiên cứu thị trường là một cái mà PR bắt buộc phải làm và phải có nha. Bồi dưỡng quan hệ cộng đồng qua các sự kiện. Bên cạnh việc mình có quan hệ với báo chí, truyền thông nè, quan hệ với các tổ chức khác nè, thì có hai cái loại quan hệ rất là quan trọng nữa, đó là quan hệ cộng đồng và quan hệ với chính phủ. Chị làm cho HTV hay cho Fox đi chăng nữa, chị phải đi làm với Bộ Thông tin Truyền thông rất là nhiều, thì cái việc quan hệ với chính phủ là một cái rất quan trọng. Rồi cộng đồng thì cộng đồng là khách hàng của mình mà, đúng không? Cho dù mỗi doanh nghiệp có một tệp khách hàng riêng thì cái tệp khách hàng đó họ cũng nằm trong cộng đồng. Đó là lý do tại sao mà những doanh nghiệp lớn họ luôn có một cái quỹ cộng đồng. Quỹ cộng đồng đó là để dùng để phục vụ cộng đồng, để làm những điều phi lợi nhuận, để đưa ra một cái thông điệp là à, chúng tôi vẫn luôn nghĩ tới cộng đồng và lợi ích của cộng đồng là trên hết. Thì cái việc quan hệ cộng đồng rất là quan trọng để mà mình có một cái hình ảnh tốt, doanh nghiệp có hình ảnh tốt trước public ha. Rồi quản lý khủng hoảng truyền thông thì cái này là một cái mảng rất là quan trọng trong PR, và nó tới bất kỳ lúc nào mình không biết, và đôi khi là gọi là sóng nó đập vô mặt mình mà không không kịp trở tay luôn ha. Thành ra là luôn luôn phải có một cái đội, và giám đốc PR là người luôn luôn phải sẵn sàng để mà mỗi khi có khủng hoảng truyền thông là phải họp team gấp bất kể giờ nào để đưa ra một cái chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông. Thì sau cái buổi này nếu như còn thời gian, chị sẽ có thể nói thêm về xử lý khủng hoảng truyền thông. Rồi, đây là những việc cơ bản đưa ra để các bạn hình dung được là công việc cụ thể của PR là gì. Đương nhiên là thông thường những tập đoàn lớn PR họ có một cái team, team thì mỗi bạn sẽ phụ trách một cái chức năng cụ thể khác nhau. Rồi rồi giám đốc PR sẽ là già người quản lý oversee tất cả những cái này. Còn những công ty nhỏ thì nhiều khi chỉ cần một tới hai người làm PR thì phải kiêm nhiệm. Nó sẽ tùy vào cái quy mô của công ty. Rồi, bí quyết lập chiến lược PR thì giống như hồi nãy chị có nói, cái bí quyết này á, các bạn có thể sử dụng cho rất nhiều những chiến lược truyền thông khác, không chỉ là PR, thậm chí là chiến lược marketing. Nó là 5W1H, nó rất là cơ bản, nó là đặt ra những câu hỏi. 5W là gì? Why, who, what, when và where. Được chưa? Một hash là how. À, thì mình sẽ đi thành từng bước ha. Một là why. Tại sao? Xác định mục tiêu của quan hệ công chúng hay là mục tiêu của cái chiến lược đó. Tại sao cái chiến lược đó nó cần xảy ra? Bạn phải có mục tiêu thì bạn mới đi được tới kết quả. Còn không không có ai mà lập ra một cái chiến lược mà mình không biết mình cần cái gì, mình không biết tại sao mình có cái chiến lược đó cả. Được chưa? Cho nên là cái quan trọng nhất luôn luôn là xác định mục tiêu ha. Rồi cái thứ hai là who, đó là xác định đối tượng mục tiêu. Thì sau khi bạn xác định mục tiêu xong thì bạn phải xác định đối tượng. Trong truyền thông họ gọi là target audience, có nghĩa là xác định được cái tệp khán giả mà mình đang truyền tải cái thông điệp đó là ai. Chỉ ví dụ một cái thông điệp dành cho khối người già từ 60 tới 70 tuổi nó sẽ khác với một thông điệp dành cho Gen Z 18 25 tuổi, đúng không? Cho nên là bạn bạn phải xác định được là cái đối tượng mà đang đang nhận
cái chiến lược truyền thông đó của bạn là ai. Thì trong PR cũng vậy, cái chiến lược đó là bạn xác định đối tượng là như thế nào thì bạn mới đưa ra được một cái thông điệp phù hợp. Cái thứ ba là what, cái what này là mình sẽ nói gì. Thì trong cái what đó nó sẽ có là xác định phương thức nè và thông điệp truyền đạt. Phương thức là gì, bạn bạn nói gì trên cái gì, bạn nói như thế nào, tức là ví dụ như bạn nói trên TV nó sẽ khác với bạn nói trên thông cáo báo chí, và nó cũng sẽ khác với chuyện bạn đưa ra một cái thông báo trên Facebook ha. Thì như vậy phương thức là gì và cái thứ hai là thông điệp là gì, what are you gonna say, nghĩa bạn sẽ định nói cái gì. Thì sau khi bạn xác định một mục tiêu và đối tượng rồi thì bạn sẽ biết được là bạn nên nói gì trong cái thông điệp đó. Cái thứ tư là when and where. Xác định chiến thuật. When and where là thời điểm nào? Ví dụ như bây giờ đang là COVID, thời điểm COVID nó cũng sẽ tác động tới những cái chiến lược của bạn. Bạn phải biết được là cái chiến lược đó nó xảy ra trong thời điểm như thế nào. Chẳng hạn như một cái chiến lược truyền thông đưa ra vào thời điểm Việt Nam đang có chút nhạy cảm chính trị với Trung Quốc chẳng hạn, thì những cái tập đoàn họ sẽ phải rất là cân nhắc để mà không không đụng tới những cái điểm nhạy cảm đó, đúng không? COVID cũng vậy, đang thời điểm COVID rất nhạy cảm. Hôm trước chị mới đọc một cái bài ở đâu ta, tức là một cái nhãn nào đó mà đưa ra là chúc mừng bạn đã sống sót qua cái cuộc thi marathon này, nhưng mà họ lại quên mất là cái cuộc thi marathon đó và vào cách đây tầm hai mươi mấy năm á, là đã có một cái tai nạn đánh bom khủng khiếp mà rất nhiều người đã chết trong cái cuộc thi marathon đó. Thì bao nhiêu năm sau đó xảy ra cái cuộc thi y chang như vậy, thì cái nhãn hàng đó họ lại tình cờ họ đưa một cái câu là chúc mừng bạn đã sống sót qua khỏi cuộc thi marathon này, mặc dù họ không hề có ý gì hết về cái lịch sử, đúng không? Nhưng mà đó là một bài học, nghĩa là các bạn PR phải có nghiên cứu và có kiến thức rất là tốt, thậm chí là về lịch sử nè, về những cái sự kiện đã diễn ra trùng hợp với cái sự kiện đó để tránh những cái câu từ nhạy cảm. Cho nên là when and where đó là bạn đang nói cái gì, ở đâu và thời điểm nào ha. Rồi cái thứ năm là how và how much. How là cái kế hoạch hành động như thế nào, bạn định sẽ chạy trong bao lâu, bạn sẽ đưa lên các nền tảng nào, và how much là ngân sách cho cái chiến lược này là bao nhiêu ha. Thì thiết lập ngân sách là một cái rất là quan trọng nữa, là bạn phải hiểu được là ngân sách nó tác động tới mọi thứ. Bạn đưa ra một cái kế hoạch hùng vĩ lên toàn toàn cầu rồi đưa lên tất cả các nền tảng nhưng mà cuối cùng bạn không có tiền thì cũng như không nha. Thì bạn phải lưu ý là mỗi chiến lược đều phải có ngân sách đó, và cái ngân sách đó, và kinh nghiệm của chị là ngân sách luôn luôn bị lố, bất kỳ chiến lược nào thì ngân sách cũng cũng thường xuyên là bị lố ngân sách. Cho nên là khi mà thiết lập ngân sách á, thì kinh nghiệm là phải có 20 tới 30% backup, có nghĩa là bạn đưa ra một cái ngân sách 100.000 đô đi, bạn phải có một cái khoảng 20 đến 30% backup, là khi lố ngân sách bạn có cái khoản đó để sơ cua đó, coi như là để cho an toàn ha. Rồi ha, thì như vậy thì sau năm cái bước chiến lược này thì sau đó phải là gì? Phải là review and evaluate. Có nghĩa là sau khi bạn chạy chiến lược xong thì đội PR phải ngồi lại để mà review lại cái chiến lược đó, xem là mình đã đạt được cái gì rồi, mình kết quả có đúng như trong kế hoạch hay không, và đánh giá cái chiến lược đó là thành công ở cái gì và thất bại ở cái gì. Thì để sau đó những cái chiến lược sau mình sẽ học kinh nghiệm từ những cái chiến lược trước của mình nhé. Thế là sau sau mỗi chiến lược mà đã hoạt động, đã đưa vào thực thi rồi thì mình phải có review and evaluate, là đánh giá lại ha. Rồi đó là một cái bí quyết ngắn gọn, nói chung là chỉ cần nhớ 5W 1H để đưa ra bất kỳ một cái thông điệp hay là một cái chiến lược truyền thông nào. Ok rồi, các kỹ năng cần có cho nghề PR thì đây là những kỹ năng cơ bản nhất và thiết yếu nhất ha. Còn lại thì những cái kỹ năng sau đó bạn có thể tự
tự rèn luyện, tôi luyện cho mình sau. Thứ nhất là communication skills, đó là kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, từ viết nói tới ngoại ngữ. PR là everything is about communication nha. Nếu mà nói chung về truyền thông á, thì truyền thông có nghĩa là truyền tải thông điệp. Thì truyền tải thông điệp đó thì bạn phải sử dụng ngôn ngữ tốt. Ngôn ngữ nó có viết, có giao tiếp, đối ngoại và có ngoại ngữ ha. Ngoại ngữ luôn luôn là một điểm cộng nha, luôn luôn cần có trong trong PR, đặc biệt là đối với những tập đoàn quốc tế. Cái thứ hai là storytelling skill, là kỹ năng kể chuyện, truyền tải thông điệp. Cái storytelling này là một cái rất là quan trọng khi mà bạn phải truyền tải cái triết lý của doanh nghiệp, bởi vì chỉ tách ra hai kỹ năng khác nhau từ cái communication và storytelling là bởi vì có rất nhiều người viết tốt, nói tốt nhưng chưa chắc đã có kỹ năng kể chuyện tốt. Đúng không? Kỹ năng kể chuyện là bạn phải có khả năng truyền cảm hứng, hoặc là bạn phải có một cái cấu trúc trong cái thông điệp bạn đưa nó phải đầy đủ và người ta phải động lại một cái gì đó trong 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 người nghe. Đó, thì kỹ năng storytelling là một kỹ năng mình nên huấn luyện, thì những cái này bạn đọc sách nhiều cũng là một cách để tôi luyện cái kỹ năng storytelling ha. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng quản lý dự án, quản lý ngân sách, managing projects and budget skills. Giống như hồi nãy chị nói, trong những công việc của PR nó bạn phải quản lý dự án, quản lý ngân sách rất là kỹ, bởi vì mỗi chiến lược PR là một dự án. Bạn phải có kế hoạch cụ thể, bạn phải có ngân sách cụ thể, chứ không thể nào mà cứ nhắm mắt dò đường làm tới đâu hay tới đó được. Không có công ty hay tập đoàn lớn nào mà cho bạn muốn xài bao nhiêu tiền thì xài cho những cái chiến lược truyền thông cả ha. Thì bạn phải quản lý dự án rất là kỹ và ngân sách rất là kỹ. Cái thứ tư là kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, analytical và problem solving. Cái kỹ năng này là kỹ năng chị nghĩ là cần cho rất nhiều ngành nghề chứ không chỉ là PR. Ngành nghề nào mình cũng sẽ có problems, ngành nghề nào mình cũng phải cần phân tích. Trong PR đặc biệt là phân tích thị trường, phân tích thị trường là cái mà bạn phải có kỹ năng để bạn hiểu thị trường như thế nào, trong thời điểm này thị trường cần cái gì, và cái khách hàng, đối tượng khách hàng của bạn đang có xu hướng như thế nào. Đó là kỹ năng phân tích thị trường. Kỹ năng giải quyết vấn đề cần rất quan trọng cho xử lý khủng hoảng truyền thông ha. Xử lý khủng hoảng truyền thông là vấn đề, và cái vấn đề đó mình phải tìm ra cách cách xử lý. Thì cái tư duy problem solving skill mình sẽ phải tự huấn luyện cho bản thân. Ví dụ như ban đầu mình phải xác định được problem là gì. Có nhiều người nha, chị thấy có rất nhiều người, thậm chí là những người giỏi á, họ họ đi giải quyết vấn đề nhưng mà cuối cùng bạn sẽ thấy họ đi xa dần khỏi cái vấn đề đó. Bạn họ đưa ra một cái cách giải quyết của một cái thứ không phải là vấn đề chính. Thế thì cái này là chị thêm một cái ý nữa, đó là cách đặt câu hỏi. Bạn đặt ra một câu hỏi đúng, bạn sẽ có câu trả lời đúng. Bạn đặt ra một câu hỏi sai, có nghĩa là hỏi sai cái vấn đề đó, problem nó sai đi, thì bạn sẽ đi xa xa khỏi cái vấn đề đó ha. Einstein có một cái câu là nếu mà cho tôi 60 phút để giải quyết một vấn đề thì tôi sẽ dùng 55 phút để đặt câu hỏi. Thì đặt đúng câu hỏi thì ông chỉ cần 5 phút để ông giải quyết vấn đề thôi. Đó. Thì cái problem solving skill nó là nằm trong đó đó. Rồi report skill là kỹ năng báo cáo. Kỹ năng báo cáo cũng là một kỹ năng nha, không phải là cái gì xảy ra bạn cũng đi xuống. Báo cáo nó sẽ có nhiều mức độ báo cáo đúng không, và ở mỗi vị trí công việc khác nhau bạn sẽ đều phải có một cái cách báo cáo khác nhau đó. Thì kỹ năng báo cáo cũng là một cái mà bạn sẽ phải từ từ làm quen trong công việc của PR hay rất nhiều công việc khác ha. Rồi đó là năm kỹ năng mà chị nghĩ rất rất là quan trọng mà bạn cần để ý và tôi luyện bản thân cho ngành PR. Tiếp theo là một số tiêu chí tuyển dụng. Trong này những cái tiêu chí tuyển dụng này chị copy từ LinkedIn cho nên là nó bằng tiếng Anh, nhưng mà chị sẽ nói sơ với các bạn ha, tại vì nó rất là dài và chị không có ghi lại. Tuy nhiên là có một cái tuyển dụng là chị copy từ Grab,
tập đoàn Grab đang tuyển một vị trí PR, thì cái họ yêu cầu là một là kinh nghiệm trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông, là kinh nghiệm trong việc quan hệ với các doanh nghiệp khác và quan hệ với cộng đồng. Thì nhưng mà cái này là cái họ đang tuyển về senior, có nghĩa là cái vị trí nó khá là cao, cho nên họ yêu cầu kinh nghiệm hơi nhiều. Còn khi mà bạn bắt đầu bằng một cái vị trí PR executive thì sẽ nhiều nơi họ accept là bạn vào, bạn tích lũy kinh nghiệm và quan hệ từ từ, chứ không phải ở đâu cũng yêu cầu phải có kinh nghiệm ha. Nhưng mà cái quan trọng là gì nè? Cái quan trọng là strong writing and storytelling skill, thấy không? Là luôn luôn nếu bạn để ý trong cái tuyển dụng của PR sẽ luôn luôn có là strong writing, là kỹ năng viết thật là tốt. Thứ hai là storytelling skill ha. Rồi hands on and motivated by challenging work. PR là một cái ngành khá là căng thẳng nha, bởi vì doanh nghiệp người ta sẽ có những cái thời điểm lên và xuống. Lên thì mình sướng rồi, mình toàn nói về cái tốt, tới khi doanh nghiệp nó xuống thì mình phải đau đầu để nghĩ cách làm sao mà giữ nguyên được cái hình ảnh tốt đẹp của doanh nghiệp, và vẫn phải thật thà, vẫn phải có trách nhiệm để nhận những cái thất bại của doanh nghiệp đó. Cho nên là cái tiêu chí trong PR thông thường người ta hay có những cái đoạn như là chịu chịu được áp lực, chịu được căng thẳng và có khả năng đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn. Bởi vì bạn không thể nào mà giống như bạn vừa mới có một cái khủng hoảng truyền thông mà bạn bạn mất mấy ngày trời hay một tuần chùm mền để suy nghĩ cách để xử lý. Lời khuyên là nên nên xử lý nó rất là nhanh, nếu không là nó có thể bùng nổ thành một cái khủng hoảng lớn hơn. Rồi cái đoạn ở dưới là của Amazon, một cái tiêu chí tuyển dụng của tập đoàn Amazon cho PR, thì trong đó họ cũng nói là excellent English and Vietnamese oral and written. Thì các bạn mới thấy là kỹ năng ngôn ngữ, viết lách, ngoại ngữ là top top ha. Những cái đó bạn bạn giỏi về ngôn ngữ và ngoại ngữ thì bạn sẽ có thể vượt qua được, tức là bù đắp được cho những cái bạn chưa có nha. Cho nên là kỹ năng ngôn ngữ là một cái rất là quan trọng. Rồi qua tiếp đi, mấy cái này nó cũng hơi dài dòng, với lại họ 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 đương nhiên là họ yêu cầu những cái kinh nghiệm phải có. Ok, đây self driven and ability to be both strategic and execution oriented, có nghĩa là bạn phải có khả năng vừa đưa ra chiến lược và vừa thực thi cái chiến lược đó. Cái này là sao? Bởi vì sẽ có những người ngồi đưa ra chiến lược vẽ rất ghê, nhưng mà họ không có kinh nghiệm thực hành thực thi cái chiến lược đó, và thực tế là rất nhiều chiến lược được đưa ra nó không có khả năng thực thi, nó không khả thi đấy. Cho nên bạn phải thực sự là đưa ra những cái chiến lược mà nó có khả thi, nó thực hiện được thì nó mới thuyết phục được cấp trên ha. Thì cái này nó so sánh vui vui là trong trong kiến trúc đó, hay là thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất đi. Thật ra là thiết kế kiến trúc thì nó sẽ thiên về hơn, là có nhiều bạn kiến trúc sư đi học ra xong chỉ có ngồi nhà vẽ thôi, vẽ rất là đẹp, vẽ ra rất là hoành tráng, nhưng mà bạn chưa bao giờ đi ra thực địa để xem là cái chất liệu đó theo cái bản vẽ của bạn có khả thi hay không, rồi tại đó hướng gió hay là thời tiết hay là mọi thứ ở xung quanh cái thực địa đó nó có thể sử dụng những cái vật liệu như vậy hay không, hiểu không? Thì thực tế và chiến lược nó phải đi được với nhau, thì những người ra chiến lược phải có kinh nghiệm đã đi vào thực tế rồi. Thế thì lời khuyên của chị là gì? Là đương nhiên khi bạn vào bạn phải bắt đầu bằng một cái vị trí thấp hơn, đó là PR executive. Thì như vậy bạn đi thực địa, bạn đi làm execution trước, và khi mà trải qua một số năm kinh nghiệm mà bạn có thể execute được rồi những cái chiến lược mà cấp trên đưa xuống á, là bạn đã có kinh nghiệm rồi, bạn đã có kinh nghiệm thực địa thực thực thi rồi. Thì như vậy từ từ khi bạn đi lên á, bạn mới là người đưa ra chiến lược hiệu quả ha. Đừng ham bắt đầu bằng một cái gì dễ dàng mà tôi chỉ muốn ngồi chỗ tôi đưa ra kế hoạch thôi, còn ai đi làm gì thì làm. Đừng đừng nên như vậy ha. Phải thời gian đầu là phải sẵn sàng hands on,
phải sẵn sàng là đi ra thực địa làm trước đã thì mình mới biết những cái khó khăn người ta thực thi như thế nào, sau này bạn lên làm sếp bạn mới quản lý được nhé. Rồi listening and collaboration, teamwork ha, nói tóm lại là teamwork có nghĩa là PR là bạn phải có teamwork, bạn phải làm việc nhóm, support lẫn nhau và phải lắng nghe những cái ý kiến khác nhau, không có quá là cứng nhắc trong quan điểm của mình, bạn phải open, bạn phải chấp nhận những cái quan điểm khác để mà đưa vào một cái kế hoạch PR nó hoàn hảo hơn. High judgment in narrow time có nghĩa là đó, giống hồi nãy chị nói là có khả năng đưa ra quyết định và đánh giá trong thời gian rất ngắn. Cái này là mình luyện não mình thôi. Nói chung là bạn phải tập cách phân tích, cái này là cái kỹ năng phân tích đó. Phân tích tình huống và đưa ra một cái đánh giá trong thời gian ngắn ha. Ok, có khả năng tổ chức nè, lên kế hoạch, đặt mức độ ưu tiên và meet deadlines, nghĩa là phải làm đúng hạn. Thì những cái này là những cái rất là quan trọng. Bạn làm việc bạn phải có tổ chức, bạn phải có kế hoạch, bạn phải biết đặt mức độ ưu tiên. Cái chuyện đặt mức độ ưu tiên rất là quan trọng nha. Và chị thực tế chị gặp rất rất nhiều người, từ senior cấp cao, rất nhiều người trong ngành không biết cách đặt mức độ ưu tiên. Cái đó đa phần là từ tư duy tham quá, có nghĩa là họ tham, họ muốn cái gì cũng đạt được trong một thời gian rất ngắn. Nhưng mà khi mà bạn đặt ra quá nhiều mục tiêu á, thì bạn không thể nào mà đạt được hết tất cả các mục tiêu đó trong một thời gian ngắn được. Thì bạn phải có một cái kỹ năng, đó là trong thời gian ngắn như vậy, cái gì cần đặt đặt trước và cái gì đặt sau. Thì như vậy là mình phải đạt đạt được cái mức độ ưu tiên cho từng vấn đề để giải quyết từng bước một. Thì đó là một cái cách thông minh để giải quyết vấn đề nhanh hơn. Chứ bạn càng phân bổ cái năng lượng của mình, càng phân bổ team của mình để giải quyết quá nhiều vấn đề cùng một lúc thì nó sẽ không hiệu quả ha. Rồi cái câu cuối hay nè, relentlessly high standards and an eagle eye for detail. Cái này có nghĩa là bạn phải có một cái mắt cứu vợ cho từng chi tiết một. Tiếng Anh đó là eagle eye, là mắt đại bàng đó, tiếng Việt mình thì hay dùng là mắt cứu vợ. Có nghĩa là cái người làm PR người ta phải để ý vào chi tiết rất là nhiều ha, tức là để ý từng chi tiết một, thậm chí trong thông cáo báo chí nói như vậy là có đúng hay sai, nói như vậy có phù hợp chưa. Thực tế cho thấy rất nhiều lỗi của các team PR của những doanh nghiệp mà đưa ra những cái câu chữ mà chỉ cần một chữ nhạy cảm thôi là đã bị dân tình bắt bẻ rồi, đúng không? Cho nên là người ta hay yêu cầu là phải có mắt cứu vợ là vậy. Và cái mắt cứu vợ đó nó phải đi chung với cái tư duy về hiểu biết, kiến thức của mình thì mới đánh giá được là cái chữ này có phù hợp hay không, đúng không? Từ kiến thức về ngôn ngữ nè, kiến thức về lịch sử, văn hóa nè. Đó, thì các bạn mà để ý các bạn sẽ thấy là những cái thông điệp hay thông cáo báo chí PR, các PR tập đoàn mà hay bị để ý, tập đoàn lớn có tên tuổi đưa ra, chỉ cần một từ nhạy cảm thôi là bị đem lên hành hình liền ha, cho nên là rất là nguy hiểm. Ok, cái này là những cái nguồn tham khảo link mà chị đưa ra những cái ý ở trên thì các bạn có thể tham khảo sau. Rồi, thật ra là đó là chị đi nhanh qua cái bài của chị và những kiến thức. Chị nghĩ là chị sẽ dành nhiều thời gian để trả lời câu hỏi của các bạn hơn. Còn ví dụ như những gì nãy giờ chị nói mà chưa rõ hay muốn hỏi lại thì chị rất là happy để trả lời ha. Dạ, em xin cảm ơn chị Mia về những cái phần về cái phần chia sẻ vô cùng bổ ích của một cái bức tranh toàn cảnh của ngành PR, và tâm sự với chị Mia một tí là hiện tại em cũng đang theo học tại chuyên ngành marketing và cũng định hướng là sẽ tìm một cái vị trí intern PR trong tương lai sắp tới. Thì qua phần chia sẻ của chị thì em cũng đã rút ra được nhiều bài học. Dạ, cũng như là các tiêu chí của các nhà Good tuyển dụng. Dạ. Nên là luck em. Em cũng biết thêm được là những cái kỹ năng mà mình cần phải chuẩn bị trước khi tốt nghiệp và bắt đầu công việc đầu tiên của mình. Thì em xin cảm ơn chị, và các bạn đang theo dõi tại nhà cũng đang rất là lắng nghe chăm chú và chia sẻ của chị và cảm thấy ngành VR vô cùng thú vị. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần giải đáp thắc mắc và các bạn sinh viên của các bạn sinh viên mà ban tổ chức đã tổng hợp được. Có một bạn đặt câu hỏi là
Cái process để mình khi mà một cái khủng hoảng nó tới với công ty, tới với doanh nghiệp á, thì mình cái process để mình giải quyết cái khủng hoảng truyền thông là như thế nào chị? Ok, cái process để giải quyết khủng hoảng truyền thông á là trước hết là phải lập một cái team chuyên đi đi xử lý cái khủng hoảng đó thôi. Có nghĩa là vậy nè, tại vì trong mỗi doanh nghiệp cái chuyện khủng hoảng nó không phải là xảy ra hàng ngày, nó là lâu lâu nó mới xảy ra. Cho nên là cái team PR thông thường họ sẽ làm những cái việc hàng ngày của họ. Nhưng mà khi mà có một khủng hoảng rồi thì cái bước một là phải lập team. Nghĩa là lập một cái team đủ khả năng để xử lý cái khủng hoảng đó. Khủng hoảng nhỏ thì lập team vừa phải, còn khủng hoảng lớn thì phải lập cái team mà những cái người chuyên nghiệp vào để xử lý, là bước một ha, là phải lập cái team xử lý khủng hoảng cụ thể đó. Cái thứ hai là mình phải hợp tác với báo chí và chứ mình làm kinh doanh thì khủng hoảng truyền thông là gì, là nó sẽ bị lan ra báo chí và mạng xã hội, cho nên là mình phải hợp tác với báo chí. Cái mối quan hệ họ càng mạnh thì cái việc xử lý họ càng tốt, còn không thì gì, nếu mà đã bị lên hết trơn rồi thì họ lại phải xử lý một cái cách khác ha. Thì đó là bước thứ hai, là phải hợp tác với báo chí, liên hệ với báo chí và chính quyền ngay lập tức. Rồi bước thứ ba là phải phát ngôn và hành động một cách nhất quán. Thì có nghĩa là cái bước thứ ba là bạn phải bắt đầu cái team xử lý khủng hoảng á, phải đưa ra cái thông điệp phản hồi như thế nào, và cái thông điệp đó sẽ phải được lan truyền cho toàn bộ những người trong doanh nghiệp để họ hiểu là à, đội PR người phát ngôn sẽ phát ngôn như thế này nè, và các bạn không được phép nói một cái hướng nào khác, hiểu không? Thì cái thông điệp nó phải nhất quán. Và cái thứ hai là cái hành động nó phải nhất quán. Có nghĩa là khi bạn nói là à, chúng tôi rất là xin lỗi với cộng đồng mà chúng tôi sẽ xử lý như thế này, thì cái hành động đi theo nó phải nhất quán với cái thông điệp đó. Còn có một số người hay là một số doanh nghiệp là chúng tôi sẽ làm như vậy nhưng mà sau đó là thôi không làm nữa, thì cái đó là cái sẽ càng gây cho cái khủng hoảng tệ hơn ha. Rồi cái đó là cái thứ ba ha. Cái thứ tư là cách ly và xử lý thông tin trong khủng hoảng. Cách ly thông tin là một cái kỹ năng, có nghĩa là ví dụ như cái thông tin đó nó vừa mới được đưa ra trong trong một cái phạm vi nhỏ thôi, thì bạn phải tìm cách để mà cách ly cái thông tin đó. Một ví dụ thực tế các bạn sẽ thấy là rất nhiều bài báo vừa mới đưa lên ngày hôm nay tới chiều là bị gỡ xuống rồi, đúng không? Bị gỡ xuống ngay, xóa ngay. Thì đó là việc làm của các team PR để coi như là cách ly liền, xử lý dập tắt cái ngọn lửa đó liền, nếu không nó sẽ lan tỏa rất là nhanh ha. Rồi còn sau đó thì là tiếp theo là mình phải xác định là đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết. Có nghĩa là khi xử lý, khi mà cái khủng hoảng nó gây ra, đa phần khủng hoảng đó nghĩa là nó đã chạm tới, đụng tới lợi ích của cộng đồng thì nó mới dễ lan. Còn nếu mà những cái khủng hoảng đó mà nó không có đụng tới lợi ích của cộng đồng á, thì nó sẽ dễ dập tắt đi hơn. Đó. Thì khi mà đụng tới lợi ích cộng đồng thì các bạn sẽ phải phải chứng minh cho người ta thấy là doanh nghiệp đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết. Thì nó có rất nhiều cách, một là đứng ra nói à, chúng tôi thật sự rất quan tâm tới cộng đồng, hai là phải thực hiện một cái gì đó, đúng không? À, ví dụ như một số đơn vị là họ sẽ phải, tức là ví dụ như họ đã bị khủng hoảng về một sản phẩm nào đó đi, thì bây giờ họ sẽ phải tăng cái mức bảo hiểm sản phẩm đó lên đó, đổi sản phẩm đó. Rồi sau cuối cùng thì sau đó thì mình phải ngồi review lại, như chị nói là sau khi xử lý khủng hoảng thì phải rút ra bài học à, là để lần sau không bị lại cái khủng hoảng đó nữa. Em cảm ơn câu trả lời của chị Nga. Tiếp theo thì có một bạn bạn Nhi Nguyễn thì bạn có hỏi chị là chị Nga ơi, với các trường hợp mà khủng hoảng truyền thông nội bộ thì mình nên giải quyết qua loại hình thông báo nào và ai nên là người đại diện phát ngôn trong trường hợp này ạ? Truyền thông nội bộ phải không? Truyền thông nội bộ thì thông thường là nó sẽ tùy vào mỗi doanh nghiệp ha. Có những doanh nghiệp họ có phần mềm và nền tảng riêng để họ communicate với những nhân viên trong nội bộ. Nhưng mà cái dễ nhất là email. Tức là cách giải quyết truyền thông nội bộ là dễ nhất là deliver cái thông điệp đó bằng email cho tất cả các nhân viên trong trong doanh nghiệp, hoặc là thậm chí là ví dụ như cái khủng hoảng đó nó chỉ xảy ra trong một một bộ phận thôi, thì mình có thể gửi email cho cái bộ phận đó thôi, nghĩa là mình lọc được người đọc à, thì loại hình thông báo thì nên là email.
Bởi vì trong công ty thì email là cái tiện nhất và cái dễ nhất để lan truyền. Người đại diện phát ngôn nó cũng sẽ tùy vào doanh nghiệp, tuy nhiên là nên là người mà nhân viên người ta gọi là look up to nhất, có nghĩa là cái người mà nhân viên phục nhất. Ví dụ như một công ty mà founder của công ty đó là người truyền cảm hứng đa phần cho nhân viên, thì khi khủng hoảng truyền thông nội bộ, founder nên là người đứng ra nói. Còn một cái tập đoàn siêu khủng, siêu lớn đi, mà khủng hoảng truyền thông nội bộ ở trong đó mà chỉ là về vấn đề về lợi ích nhân sự thôi chẳng hạn, thì cái người phát ngôn nên là giám đốc nhân sự. Đúng không? Nó sẽ tùy vào vấn đề và về cái khủng hoảng đó nó về cái gì, hoặc là giám đốc PR, giám đốc truyền thông nên đứng ra nói. Thì cái đó mỗi khủng hoảng sẽ phải có một cái team để xác định được khủng hoảng nó về cái gì thì mới xác định được người phát ngôn là gì, thông điệp là gì. Dạ, em cảm ơn câu trả lời của chị Mia. Và có một câu hỏi, và em xin đọc câu hỏi tiếp theo. Thì có một bạn hỏi là sau khi mà học xong các chuyên sau khi mà học xong các chuyên ngành khác, chẳng hạn như là marketing, human resource hay là finance, thì mình có thể làm bên các mảng liên quan tới truyền thông, PR và báo chí được không ạ? Và nếu được thì bạn nên tham gia những khóa học nào về kiến thức, kỹ năng để có thể theo đuổi được ngành nghề PR ạ? Ngành PR thật ra không không bắt buộc bạn phải có bằng cấp về PR. Bạn học về marketing hay về truyền thông nói chung hay là về báo chí, bạn đều có thể làm PR. PR nó là phát triển quan hệ, cho nên là kiến thức của nó sẽ không quan trọng bằng kinh nghiệm và cái khả năng tạo mối quan hệ của bạn. Bây giờ mà bạn học một cái ngành không liên quan, nhưng mà bạn bạn về bạn có thể chứng minh cho người ta thấy là bạn có quan hệ rất tốt với báo chí, và những cái báo chí đó nó có lợi ích cho tập đoàn trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông, thì bạn đã chứng minh được cái giá trị của mình rồi ha. Đó là câu thứ nhất, đó là không không nhất thiết phải bạn phải học đúng ngành. Trả lời cho câu thứ hai là học khóa học như thế nào hả? Học viết nè, nó có một số những cái lớp viết, thì viết là một cái quan trọng để đẩy nhanh cái kỹ năng viết lách của bạn hơn. Ngoại ngữ là cái mà bạn cần phải học đó. Còn lại thì mình đa phần chỉ khuyên nha, thật ra cái cách học nhanh nhất đó là bạn vào làm intern, giống như Thịnh đang sắp vào vậy đó. Em vào làm intern của một công ty và làm intern cho PR là cách học nhanh nhất, là em nhúng tay thẳng vào công việc và em có cơ hội để thực tập. Dạ vâng, em cảm ơn câu trả lời của chị. Và thì bạn Uyên Lê có một cái câu hỏi là đối với một cái sinh viên mà mới ra trường mà chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái việc mà trong cái mối quan hệ của mình chưa có nhiều kỹ năng thì bạn nên làm gì trước tiên để phát triển sự nghiệp PR chị? Ok, sinh viên mới ra trường, như hồi nãy chị nói, chị lặp lại, đó là làm thực tập. Tức là khi bạn làm thực tập cho một công ty mà cho ngành PR, có nghĩa là bạn làm vị trí PR cho một công ty nào đó, thì bạn sẽ có cơ hội để làm việc với các báo chí nè. Rồi lúc đó là cái thời điểm mà bạn phải tận dụng để tạo ra cái mối quan hệ mình có sẵn. Đúng không? Thì như vậy là từ từ bạn sẽ phải tích lũy tích lũy. Có một lời khuyên là các bạn đừng quá lo lắng khi mà mới ra thì không có kinh nghiệm, không có mối quan hệ. Ai cũng sẽ bắt đầu từ con số 0, đó là không kinh nghiệm và không có mối quan hệ. Rồi mình mới từ từ mình tích lũy dần, cho nên ai cũng sẽ vậy thôi. Thì Dạ. cái đầu tiên là cứ mạnh dạn xin làm thực tập để thu mối quan hệ ha. Dạ vâng, thì chị có bạn hoặc bạn Quỳnh Hoàng thì có hỏi một câu là chị có recommend nào cho các bạn sinh viên về các agency mà các bạn có cơ hội để trải nghiệm và học tập thêm về cái lĩnh vực PR không chị? Agency thì đa phần là thiên về quảng cáo hơn. Đó, có một cái hội mà chị rất là recommend, đó là PRVN. Tại vì anh bạn chị là founder của cái hội này, thì anh này ảnh tổ chức ra một cái hội chuyên về PR và toàn các anh chị chuyên ngành PR rất là dày dặn kinh nghiệm hơn chị rất là nhiều, là những người lập ra cái hội đó. Các bạn hoàn toàn có thể xin vào làm thực tập và tham gia cái hội đó.
là các bạn sẽ học được rất nhiều về về PR ha. Việt Nam Public Relations Network đúng không chị? Đúng rồi, đúng Yeah. rồi, chính xác. Chị ơi, thì bạn Trâm Dương có hỏi một câu là các bạn sinh viên năm 2 mà có định hướng là ngành International Business thì xin intern ngành PR thì các công ty và các doanh nghiệp có thường có cân nhắc để cho các bạn vào làm không chị? Nếu như mà các bạn không học chuyên ngành là quan hệ công chúng. International Business cũng là một cái ngành dễ để cân nhắc cho PR. Thì cái này chị sẽ, tại vì nó sẽ tùy vào nhân sự của mỗi công ty nữa, nhưng mà theo chị thì đó là một cái lợi thế, bởi vì bạn đã học International Business có nghĩa là bạn đã, thứ nhất là có ngoại ngữ tốt nè, thứ hai là có tư duy về kinh doanh liên liên quốc, hiểu không? Tức là giữa các đối tác khác nhau và các quốc gia khác nhau, cho nên nó cũng là một lợi thế cho bạn, không phải lo ha. Dạ, vâng, thì bạn Triết có hỏi một tí về những cái tính cách, thì với bạn là một cái tính cách người hướng nội thì có thể làm trong ngành PR được không chị? Câu hỏi này rất là thú vị. Tại vì chị, bản thân chị nha, chị sẽ chia sẻ, chị là người cũng nửa hướng nội nửa hướng ngoại, có nghĩa là chị không hoàn toàn hướng nội và cũng không hoàn toàn hướng ngoại. Và mỗi khi mà chị phải đi đối ngoại á, tức là đi những cái event hay là đi quan hệ chính phủ hay với các đối tác, chị phải sử dụng rất nhiều năng lượng của chị. Nếu là chị sử dụng năng lượng xong rồi chị làm cái việc đó rất là tốt, chị đối ngoại rất tốt, nhưng mà sau đó về chị sẽ phải cần một cái thời gian để charge, để sạc lại năng lượng cho bản thân. Đấy, thì với kinh nghiệm của chị, nó sẽ tùy là bạn có sẵn sàng vượt qua bản thân của mình để làm cái công việc đó hay không. Nếu như bạn cảm thấy nó quá khó khăn thì không nên. Còn nếu mà bạn cảm thấy bạn thực sự rất là thích cái công việc đó thì bạn phải luyện cái cách cân bằng năng lượng. Đôi khi bạn đi làm PR hay đi làm đối ngoại, bạn sẽ tốn rất nhiều năng lượng cho bên ngoài. Thì bạn làm xong, bạn về, bạn dành thời gian cho bản thân để mà recharge lại cái năng lượng đó. Thì đó là cái kinh nghiệm của chị, bởi vì có những lúc chị nói thiệt là nhiều lúc chị rất làm biếng đi ra ngoài đối ngoại, rất làm biếng đi ra ngoài tiếp khách. Chị chỉ muốn ở nhà chơi thôi, ơi hay là nghỉ ngơi, đây là cho bản thân mình thôi, enjoy bản thân thôi. Nhưng mà công việc của chị bắt buộc phải làm như vậy. Thì khi mà chị ra ngoài, chị đối ngoại, chị cũng enjoy, có nghĩa là chị ra ngoài chị vẫn thích, chị vẫn thích thú, chị vẫn vui vẻ. Nhưng mà về thì chị rất là mệt. Mệt và sau đó là phải phải có thời gian cho bản thân để recharge lại. Thì đấy, thì do bản thân mình có vượt qua được cái sự hướng nội của mình để mà làm công việc đó hay không ha. Dạ vâng, thì khi mà nghe chị chia sẻ thì em thấy là khi mà làm trong ngành trong nghề PR thì nó cũng gặp khá là nhiều áp lực. Thì trong cái kinh nghiệm mà 12 năm làm việc trong cái ngành này á, thì ví dụ như là marketing thì phải chịu áp lực doanh số chẳng hạn như vậy, thì chị nghĩ là nếu như mà mình làm trong cái ngành PR thì cái áp lực lớn nhất mà mình phải chịu là gì vậy chị? Cái áp lực lớn nhất mình phải chịu đó là phải làm sao để giữ được cái triết lý và hình ảnh của doanh nghiệp mình đang làm cho. Thì đôi khi nha, nó sẽ là cái mâu thuẫn của bản thân nữa. Nhiều khi em cũng ức chế với công ty chứ, đúng không? Đâu có lúc nào là em hoàn toàn happy với công ty, chỉ tin là 80 tới 90% nhân sự lao động sẽ có một vài thời điểm là ức chế với công ty. Khi mà em làm PR thì em sẽ buộc phải tìm cách để mà không thể hiện cái chuyện đó ra bên ngoài. Thì như vậy thì chị cái áp lực nhất là, một là khi khủng hoảng xảy ra ha. Còn cái thứ hai là mình phải giữ cho cái đầu mình nó khách quan khi xử lý những cái chiến lược PR cho công ty. Dạ vâng, em cảm ơn câu trả lời của chị. Và đến với câu hỏi tiếp theo thì có một bạn hỏi là những cái kỹ năng hay là những cái tính cách nào để các bạn nhận biết được là mình nên làm PR in-house ở các doanh nghiệp hay là mình nên làm PR ở các agency chị? Khi làm PR ở agency á,
thì em phải có một cái xu hướng là em phải chiều khách hàng, em phải chịu áp lực với những yêu cầu của khách hàng. Còn PR của in-house của doanh nghiệp có nghĩa là em làm cho công ty của mình rồi, nó sẽ đỡ hơn. Thì như vậy có nghĩa là khi em làm cho agency, em phải có cái xu hướng là làm client service, nghĩa là em phải treat khách hàng, treat đối tác như khách hàng. Em phải xử lý những cái đó bằng một cái mindset là em làm cho khách hàng. Thì như vậy cái đối tượng của em á, nó vừa là đối tượng của khách hàng yêu cầu, mà nó em còn phải vừa làm hài lòng khách hàng của em nữa ha, nó là hai đầu. Còn khi em làm PR in-house thì nghĩa là em làm cho cái employer của em, cái người thuê em, và em đối tượng của em là cộng đồng, là khách hàng của doanh nghiệp đó. Chị nói vậy mấy em hiểu không, tức là có dễ hiểu không hay là bị khó Dạ hiểu? em hiểu. À, đó, tức là một bên là cái client mindset và một bên là làm cho doanh nghiệp của mình ha. À, dạ vâng, thì bạn Hoàng Nguyễn có một câu hỏi là sự giống nhau và sự khác nhau của một nhân viên truyền thông PR executive và một copywriter thì nó sẽ có những cái điểm nào giống và khác nhau vậy chị? Khác nhiều lắm chứ. Thứ nhất là copywriter thông thường là em chỉ viết nội dung cho một cái sản phẩm nào đó. Thường copywriter nó nằm trong mảng marketing ha. Thì copywriter em viết theo yêu cầu của cấp trên của em về marketing hay là về quảng bá những cái sản phẩm. Còn PR executive là khi em viết ra một cái gì đó, em phải có research rất là nhiều. Thì nó cũng gần như là hai cái mảng, là một là cho quảng bá sản phẩm và một là cho quảng bá thương hiệu doanh nghiệp đó, tức là quảng bá cho doanh nghiệp. Nhưng cái copywriter nó cũng hơi chung chung, có nghĩa là copywriter là chỉ đơn thuần là em viết một cái gì đó khi em được đặt hàng, được chưa? Thì copywriter nó là một cái bậc thấp hơn, có nghĩa là em viết theo đặt hàng. Còn còn PR executive là em phải hiểu được cái thông điệp em truyền tải ở trong đó, nó còn là cái bộ mặt của doanh nghiệp nữa, thì em phải phải hiểu cả từ từ thị trường cho tới nội bộ công ty em hay là triết lý doanh nghiệp. Nó sẽ sâu hơn. À, dạ vâng, ở đây thì em có một cái câu hỏi mà em cũng khá là thắc mắc và em cũng hơi khó hiểu một tí. Thì nó có một cái khái niệm mà người ta gọi là PR tiêu cực. Thì chị có thể chia sẻ với tụi em một chút xíu về vấn đề này. Tại vì bạn Mẫn Lý có nói là hiện nay thì bạn có thấy là có khá nhiều công ty truyền thông áp dụng cái chuyện này để PR nghệ sĩ của mình. Thì chị nghĩ sao về cái khái niệm PR tiêu cực vậy chị? Thật ra truyền thông nó là một cái thị trường rất là phức tạp, cho nên là cái chuyện PR cho nghệ sĩ nó lại rất là khác. Nếu như em hiểu về cái hướng PR cho nghệ sĩ á, nó là promote cho nghệ sĩ chứ không phải là quan hệ công chúng, đúng không? Là xây dựng hình ảnh của nghệ sĩ ở số đông của mình, người ta sẽ dễ quan tâm tới những cái tiêu cực, kịch tính, drama hơn là những cái tích cực, đúng không? Thì những cái đơn vị mà sử dụng tiêu cực để PR cho dịch vụ của mình này, cho nghệ sĩ hay là cho hình ảnh của nghệ sĩ, là đơn thuần là họ đánh vào cái điểm yếu của người người dân. Cái đó là họ đánh vào cái điểm yếu để mà nâng nâng cái hình ảnh nó lên. Nhưng mà với cá nhân của chị, đó không phải là một chiến lược đường dài, đó là một chiến lược rất là ăn sổi ở thì, và đơn giản là bạn bạn nổi lên được trong cái khoảng thời gian đó, nhưng mà nó không có giá trị về về lâu dài. Và again là trong cái thông điệp PR nó cần phải có triết lý của doanh nghiệp của bạn là gì, mục tiêu của bạn là gì. Thì những cái cách mà PR bằng negative như vậy, negativity như vậy, nó không có bao gồm những cái triết lý và mục tiêu xa vời, đúng không? Thì nhưng nó rất dễ để nổi lên. Và ở Mỹ hay ở Anh hay ở các nước phát triển khác một cái thời gian trước đó, nó cũng bị như vậy, thậm chí bây giờ có khi vẫn như vậy. Có nghĩa là đa phần mọi người đều quan tâm với lại thích lan truyền những cái tiêu cực hơn là những cái tích cực. Đó cũng là một cái mặt trái của mạng xã hội đó.
nhưng mà mình phải chấp nhận thôi, bởi vì truyền thông mà mình phải biết tỉnh táo để mà kiểm soát được cả tích cực với tiêu cực, nó luôn luôn là cả hai nó ở đó. À, dạ vâng, thì mình sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo là bạn Mai Nguyễn có hỏi một cái vấn đề là chị có thể chia sẻ làm thế nào để mình có thể mở rộng được networking và duy trì các mối quan hệ xung quanh để phục vụ cho công việc được không mẹ? Thì em nghĩ cái việc mà mở rộng networking thì nó cũng sẽ yêu cầu với khá nhiều cái ngành khác nhau, thì chị có thể cho các bạn xin một vài tips mà chị đã áp dụng. Networking là mình phải chịu khó tham gia những cái event thôi. Nó nghĩa là ví dụ như cái group PNVR là một cái group mà tụi em tham gia và tụi em sẽ được network với những người có kinh nghiệm về PR rất là nhiều ha. Rồi em chịu khó để ý những cái hội thảo, những cái sự kiện mà có liên quan tới ngành của mình thì mình phải chịu khó tham gia. Hay là như chị, ví dụ như bản thân chị đôi khi chị tham gia những cái tổ chức cộng đồng hoặc là những cái mà giúp ích cho cộng đồng, chị tham gia được như vậy một cái cơ hội để chị connect với những người giỏi, ví dụ như tổ chức Lead the Change, họ có những cái chương trình là mentor với mentee á, mentor mentee one by one để mà họ phục vụ cho cộng đồng, thì chị tham gia cái đó và từ đó chị lại quen được anh founder của Lead the Change, chị lại quen được một số anh chị những cái ngành khác nhưng mà anh chị rất là giỏi mà làm mentor trong đó, thì mình phải chịu khó thôi. Chị cũng again là chị cũng rất là biến đi event với lại tham gia những cái đó, nhưng mà phải tự tự gọi là kick mình, tự tự cho mình cái động lực là à thôi đi rồi biết đâu có những cái mối quan hệ tốt có ích sau này đó. Thì cái đó là bản thân các bạn phải chủ động, các bạn tìm những cái sự kiện, những cái tổ chức mà các bạn có thể tham gia làm thực tập, làm tình nguyện viên rất là nhiều, và từ đó bạn làm tình nguyện viên nhưng mà bạn ngược lại lại có những cái mối quan hệ rất là tốt cho sau này. À, dạ vâng, thì khi mà nghe chị chia sẻ thì em cũng có một cái thắc mắc riêng là điều gì mà để cho chị gắn gắn bó với lại PR lâu dài như vậy? Tại vì chị có chia sẻ với em là chị cũng gặp khá là nhiều áp lực trong cái quá trình mà làm PR, thì chị nghĩ là điều gì là làm chị gắn bó với PR tới bây giờ là 12 năm ạ? Chị không chỉ làm PR không, chị kiêm rất nhiều công việc về truyền thông, tại vì công việc của chị nó rất là rộng, và ví dụ như về công ty truyền thông riêng của chị, ngoại trừ PR cho công ty riêng đi thì chị còn phải làm business development, business management đó, rồi cho tập đoàn Yewon thì chị làm về nội dung nữa nè, chị quản lý về khai thác nội dung đó. Thì bản thân chị không không làm, không khiến cho mình bị chán công việc bằng cách là chị làm rất nhiều thứ, và chị tức là mình phải cố gắng biến mình thành một con người multifunctional, nghĩa là mình làm được nhiều thứ khác nhau, kỹ năng khác nhau, nhưng mà không thì đó, hơn 12 năm chị ở trong ngành truyền thông, chị đã kinh qua rất nhiều công việc khác và bao gồm những công việc khác nữa đó, thì chị không không bị chán. Có một bạn Quỳnh Hoàng có đặt một cái câu hỏi là theo chị thì ngành sales và marketing cũng như là PR thì có mối quan hệ với nhau như thế nào? Cái kỹ năng quan trọng nhất là kỹ năng giao tiếp, sales là bắt buộc phải giao tiếp rất giỏi đúng không? Thì khi mà em đã là sales rồi, em đã được tôi luyện cái kỹ năng giao tiếp đối ngoại rồi á, thì chuyển qua PR or marketing thì em sử dụng được cái kỹ năng đó. Có một cái khác là sales là em phải đem tiền về, còn PR và marketing là em phải chi tiêu em tiêu tiền, nhưng mà em phải lập kế hoạch chi tiêu, lập kế hoạch ngân sách chưa đó. Thành ra là đó là hai cái mà em phải so sánh được, là ví dụ như khi làm sales là em bắt buộc phải đem tiền về, công việc của em là đem doanh thu về, đem tiền về. Còn còn PR marketing là em phải lập được cái ngân sách mà công ty cho em để sử dụng cho những cái chiến lược đó. Nhưng mà cái kỹ năng quan trọng nhất mà tụi em có thể sử dụng bổ trợ cho hai bên đó là cái communication skill, là giao tiếp đối ngoại và quan hệ. Em thấy cái quá trình mà mình làm PR thì mình cái việc mà mình lên ý tưởng cũng khá là nhiều á chị, thì nói nó sẽ tại ý là nếu như mà
Nếu như mà trong đầu mình đang không có ý tưởng gì hết á, thì nếu mà theo chị, trong cái kinh nghiệm của chị á, thì chị làm sao để mình tìm kiếm được những cái ý tưởng khi mà mình bước vào một cái dự án mới á chị? Để tìm kiếm được ý tưởng, tụi em phải research những cái case study tương tự. Ví dụ như khi em ra một cái chiến lược truyền thông đó, thì khi mà em đã có mục tiêu và đối tượng rồi, đúng không? Thì em phải đi research những cái case study trước đó đã xảy ra của những công ty khác mà có đối tượng và mục tiêu tương tự với em. Không nhất thiết là phải y chang, nhưng mà nó phải tương tự, nó phải hơi tương đồng một chút để em học. PR là một cái ngành mà em không cần phải quá sáng tạo, mà em phải có tính phân tích, kỹ năng phân tích và đánh giá. Vì vậy cho nên là khi mà em học càng nhiều những cái case study của PR trước đó của những tập đoàn lớn nè, Coca-Cola, Nestle, Unilever, họ rất nhiều những cái case study về PR. Em học từ những cái đó và em đánh giá xem à, cái nào là cái nên học, cái nào là cái họ làm chưa tốt không nên học. Thì từ đó em rút ra những cái đó để em có ý tưởng cho cái chiến lược của mình. Cảm ơn chị. Thì chắc là em sẽ hỏi thêm một câu cuối cùng. Như hồi nãy thì chị có nói là không phải là lúc nào thì doanh nghiệp cũng đúng. Thì trong một số trường hợp thì người dùng sẽ bị manipulate, gọi là bị thao túng. Thì vậy chị có thể chia sẻ thêm góc nhìn của chị về vấn đề ethical trong ngành này được không chị? À, vấn đề ethical là một vấn đề rất rất là khó và phức tạp trong ngành PR, đúng không? Cái này chắc chắn là cũng các bạn cũng đồng ý với chị. Thì cái quan trọng nhất khi xử lý một cái vấn đề đó là doanh nghiệp nên đứng ra xin lỗi và nhận trách nhiệm nếu như thật sự đó là lỗi của mình. Tức là tại vì không có ai hoàn hảo hết và cũng không có doanh nghiệp nào mà lúc nào cũng đúng. Nhưng nếu như ví dụ như mình đã có lỗi và đã có khủng hoảng truyền thông rồi, thì cái cách tốt nhất để dập tắt khủng hoảng đó là đứng ra xin lỗi và phải có phương án, tức là xin lỗi và phải có phương án bù đắp như thế nào. Thì nhận trách nhiệm là một cái ethical lớn nhất trong PR. Có nghĩa là mình phải hiểu thấu đáo vấn đề, mình phải lắng nghe cộng đồng đang nói gì và mình đứng ra nhận trách nhiệm. Nhưng mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm được điều đó. Sẽ có rất doanh nghiệp thì họ lướt qua, họ không muốn nhận trách nhiệm hay họ không muốn nói tới vấn đề đó. Thì nó sẽ không nằm trong quyết định của người PR đâu, nó sẽ là ở cấp cao hơn. Những cái khủng hoảng mà càng lớn hơn thì cái cấp cao hơn, từ chủ tịch CEO tới founder phải quyết định phải làm gì. Đó, nhưng mà PR phải đưa ra phương án. Thì đa phần những cái lời khuyên của những chuyên gia PR đều là nếu có khủng hoảng thì cái vấn đề ethical lớn nhất là mình nên đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi. Đó. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Thì chắc là những cái câu mình cũng giải đáp được phần lớn các câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho chương trình, và hy vọng là sau cái phần Q&A cũng như là phần chia sẻ của chị thì các bạn đang ấp ủ dự định theo đuổi PR sẽ có một cái nhìn chân thật và cụ thể hơn cho con đường sự nghiệp tương lai của các bạn sắp tới. Và câu hỏi vừa rồi thì chắc là cũng đã kết thúc buổi Career Orientation Webinar PR 101 hôm nay. Và em cũng xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn chị Mia đã dành thời gian để đến và chia sẻ với các bạn sinh viên ngày hôm nay. Thì bên cạnh đó thì Thịnh cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình tham gia và đặt câu hỏi cho buổi webinar này. Và trước khi tạm biệt nhau thì không biết thì chị Mia có thể gửi đôi điều nhắn nhủ lên cho các bạn sinh viên ISP được không chị? Ừ, trước ISP đã mời chị tham gia một cái buổi rất vui hôm nay. Cảm ơn Thịnh và cảm ơn các bạn đã tham gia. Chị hy vọng là các bạn giữ được cái ngọn lửa của mình để mà làm cho dù là truyền thông, PR, bất kỳ ngành nghề nào thì nhớ là phải cố gắng là học hỏi, tôi luyện kỹ năng với lại tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn, thì sau đó mình sẽ đạt được cái thứ mình muốn trong trong tương lai. Ha, thì chị chúc các bạn thật nhiều may mắn và sau này sẽ có những cái công việc mà đúng ý mình, phù hợp với mình. Dạ vâng, một lần nữa thì Viện ISP và các bạn sinh viên cảm ơn chị rất nhiều vì những chia sẻ hết sức bổ ích cho tụi em ngày hôm nay, và hy vọng là tụi em sẽ có những cái cơ hội khác được lắng nghe chị chỉ bảo thêm ở các chủ đề tiếp theo, và chúc chị càng ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình và luôn tươi trẻ và xinh đẹp ạ. Dạ Chị cảm ơn và em, chị cảm ơn mọi người nha. dạ và buổi
Buổi webinar PR 101 xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã cùng tham gia hội thảo và một tối đẹp trời như thế này cùng chị Mia, Thịnh và ISB. Mong tất cả mọi người sẽ có được thật nhiều sức khỏe nha. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các hoạt động sắp tới của ISB Leadership Program. Bye bye!